Xin chào các bạn, mình sẽ làm nãy là mình đã làm bài tập về cái cộng trừ nhân chia, cộng trừ chia và random sử dụng trên layout, và bây giờ mình sẽ làm cộng trừ chia và random và mình sẽ sử dụng là constraint layout. Đầu tiên thì mình cũng sẽ tạo viền giống như là cái bài trước, và mình sẽ là tạo khoảng cách bottom, top, left và right là 10 SP so với màn hình. Tiếp theo là mình qua phần design, constraint layout thì mình sẽ kéo ra để vào màn hình, text đây là number, mình sẽ dùng là blend text, mình sẽ cố định là 3 điểm trên màn hình đây, number 2 cũng tương tự là 3 điểm, result thì mình dùng là text view cố định 2 điểm với màn hình, bên đây là cái kết quả thì mình sẽ cố định là 3 điểm. Cộng trừ chia và random thì mình sử dụng button, mình cũng kéo ra và màn hình thì mình sẽ cố định 2 điểm, ở đây là 2 điểm, sau đó là random cũng tương tự, và ở đây là text view để tên của mình. Tiếp theo là mình qua phần code. Phần code của này mình cũng làm tương tự như của bài lúc nãy, mình khai báo biến và sau đó là mình ánh xạ của editor view 2 là T1, tương tự như vậy. Tiếp theo là mình sẽ cho chạy giả lập. Lâu quá, lâu quá.